Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Trước mặt các bạn đây là một con TV của hãng Sony. Và với cái video ngày hôm nay thì mình muốn đi tìm hiểu các bạn với các bạn và cũng như tư vấn cho các bạn một số cái tiện ích của một cái dòng Smart TV của Sony mà một số bạn trong quá trình các bạn sử dụng và các bạn không để ý. Vâng, đây là trước mặt các bạn đây là một con Sony 43W800C. Rồi, một cái ứng dụng về công nghệ về mạng và thể hiện những tất cả những cái ứng dụng ở trên màn hình này thì các bạn xem nhìn rất là tuyệt vời đúng không các bạn, và các bạn chỉ cần click vào nó và các bạn xem. Ví dụ như các bạn vào Zing hoặc là các bạn vào nhà của tôi thì các bạn chỉ cần đăng ký một cái tài khoản, và mình sẽ vào nghe nhạc nhà của tôi chẳng hạn, thì cái này thì các bạn cần phải xác minh một cái tài khoản của Google, tài khoản của kênh YouTube, kênh Google của các bạn là các bạn có thể sử dụng được đúng không ạ. Vâng, thì cái này thì nó cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà trong quá trình các bạn sử dụng thì các bạn sẽ thường xuyên gặp những cái lỗi về những cái thao tác rồi những cái ứng dụng, thì các bạn sẽ tìm kiếm đến đâu thì mình thấy là cái trường hợp mà cái ứng dụng này thì các bạn là rất ít bạn quan tâm, và các bạn hay trực tiếp mò trên mạng các bạn xem là các bạn khắc phục lỗi, nhưng mà các bạn bởi vì là các bạn không biết được cái vấn đề của cái dòng TV đề cao bây giờ. Và ngoài cái ứng dụng cài đặt Wi-Fi bộ hiện giờ thì trong đây nó có một cái dấu hỏi, người ta sẽ ghi là một trợ giúp. Trong cái mục trợ giúp này nó rất là tiện ích các bạn ạ. Đây, rất là tiện ích, rất tiện ích các bạn nhé. Thì các bạn xem này, khi mà các bạn vào những cái tiện ích ấy, cái trợ giúp, thì thứ nhất ở bên phải góc phải trên cùng các bạn là nó giới thiệu cái model của con TV này, nó là KDN43W800C và phiên bản phần mềm là gì. Rồi ok. Và trong cái ứng dụng, trong cái trợ giúp này thì nó sẽ sổ ra rất là nhiều những cái hỗ trợ khắc phục sự cố, cập nhật phần mềm, chẩn đoán lỗi, điều khiển từ xa không hoạt động. Đấy. Đúng không ạ? Lỗi liên quan đến YouTube rồi, và rất là nhiều cái sự cố ở đây để người ta đưa ra để giúp các bạn giải quyết được những sự cố ở trên TV này. Ví dụ như mình vào cái mục đầu tiên là hướng dẫn trợ giúp cài đặt chẳng hạn, rồi đúng không ạ, thì ví dụ xem TV thì mình sẽ vào cái mục xem TV thì xem đây nó có cái gì, xem các chương trình TV rồi chế độ 3D, rồi xem cái chế độ hai thành phần hai màn hình đấy ạ. Rồi ví dụ như mình vào xem TV thì người ta sẽ hướng dẫn các bạn là gì, sử dụng, hướng dẫn chương trình, thiết lập cài đặt kênh và một số rất là nhiều cái những thao tác, ví dụ như thiết lập cài đặt kênh ạ, rồi sắp xếp và chỉnh sửa kênh đúng không ạ. Đây thì vào đây thì các bạn sẽ đọc những cái thao tác, đọc và làm theo hướng dẫn. Đối với các truyền hình kỹ thuật số thì các bạn sẽ làm gì, các bạn nhấn nút home, sau đó các bạn vào cài đặt và các bạn thiết lập kênh, thiết lập digital, tinh chỉnh đúng không ạ. Đấy, và mà với cài đặt điện đầu kỹ thuật số thì các bạn làm theo 3 bước trên, và analog thì sao đấy đúng không ạ. Thì cái hôm nay thì mình mới giới thiệu với các bạn về cái mục trợ giúp bên hướng dẫn của bên Sony để các bạn biết được, các bạn vào xem và các bạn sẽ tham khảo đúng không ạ, tham khảo. Và mình thấy ở trong đây thì người ta đưa lên không có gì, một cái quyển sách rất là quyển sách điện tử, đây chính là một quyển sách điện tử. Rồi kiểm tra bằng giọng nói, tìm kiếm bằng giọng nói thì bị lỗi thì các bạn sẽ làm gì đúng không ạ. Mình đang chọn cái ứng dụng cập nhật phần mềm đây mình, thì các bạn sẽ làm gì. Đấy. Tìm hiểu bằng giọng nói này, dễ dàng hơn với nội dung, tìm hiểu cách giải quyết vấn đề khi tìm kiếm bằng giọng nói. Mình sẽ xem thử đúng không ạ, thì nó sẽ ra một cái trang web này, các bạn phải cài đặt này. Đấy. cài đặt lên thì các bạn sẽ xem đúng không ạ. Và nó còn rất là nhiều cái ứng dụng rất là hay, màn hình hiển thị bất thường thì các bạn có vào các bạn xem có thể cái này nó bắt các bạn cài đặt ứng dụng
thì các bạn mình cài đặt ứng dụng thì đây, thì vào đây thì nó ra một cái website của bên Sony, người ta sẽ hướng dẫn các bạn đây nó bất thường kiểu gì, mình sẽ di chuyển chuyển con chuột trỏ xuống. Có nghĩa là ở trên đây thì có người ta sẽ bảo các bạn màn hình của các bạn có thể bị kẻ ngang kẻ dọc thẳng đứng rồi, thì cái lỗi là gì thì người ta sẽ hướng dẫn các bạn ở trên cái website của Sony, chính hãng Sony các bạn nhé. Đấy, và đây màn hình mờ đục thì các bạn sẽ phải làm gì đấy, thì người ta sẽ cũng hướng dẫn các bạn hết ở trên này, thì các bạn vào các bạn có thể tham khảo đấy. Thì với video ngày hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn cách tìm hiểu, đúng không ạ? Đây, không truy cập không thể vào YouTube này, các bạn xem thì nó ra một cái website của bên Sony này, đúng không ạ? Người ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm gì đối với TV Sony nếu không vào được YouTube, đúng không ạ? Kiểm tra lại ngày này, rồi reset TV về cấu hình mặc định này, rồi kiểm tra kết nối mạng internet này. Đấy, đúng không ạ? Mình thấy nó rất tiện ích. Và mình thấy người dân mình xem thì tầm 90% là các bạn sẽ không bao giờ vào cái mục trợ giúp này. Mục trợ giúp này. Đấy. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về cái mục trợ giúp của TV Sony để các bạn xem trong quá trình các bạn sử dụng. Ví dụ như mất đài truyền hình thì các bạn sẽ phải làm gì. Đấy. Thông thường như người thợ kỹ thuật của mình sẽ rất là am hiểu về vấn đề, thứ nhất là vào cài đặt. Mất kênh thì mình sẽ vào thiết lập kênh. Rồi cài đặt về hình ảnh thì mình sẽ vào cái cài đặt hình ảnh nữa ạ. Rồi cài đặt hiển thị. Rồi đấy. Thì hình ảnh thì trong đây có hình ảnh như thế nào, mình sẽ kiểm tra. Ví dụ như con này thì mình sẽ cài đặt hình ảnh của mình đang ở chế độ tiêu chuẩn, thì mình muốn cài đặt sang chế độ sống động hay chế độ gì đấy thì mình có thể, mình chỉ được chọn vào nó là ok thôi, đúng không ạ? Đấy là phần cài đặt. Và còn muôn vàn những cái ứng dụng cài đặt khác, cài đặt âm thanh này, cài đặt đèn led này, đấy, cài đặt về chế độ nguồn và reset về cấu hình mặc định này. Đấy, rồi cài đặt mạng, cài đặt YouTube, đúng không ạ? Đấy, thì những cái ứng dụng mà cài đặt như thế này, hoặc là những cái cổng chuyển đổi ra như thế này mà các bạn không hiểu thì các bạn hãy vào cái trợ giúp này nhé. Các bạn hãy vào trợ giúp này để các bạn xem, tìm hiểu những cái ứng dụng mà bên Sony người ta đưa hết lên trên này rồi. Và các bạn chỉ cần xem, các bạn có thể tự làm được, tự cài đặt được những ứng dụng TV Smart đời cao nhất bây giờ các bạn ạ. Rồi ví dụ như liên hệ hỗ trợ thì nó sẽ có số điện thoại hỗ trợ từ xa này, người ta sẽ bảo liên hệ, các bạn sẽ vào trang web của Sony tại địa chỉ www sony.asia.com hỗ trợ từ xa này. Đấy. Rồi đang tạo mã phiên bản hỗ trợ từ xa, có nghĩa là các bạn sẽ vào cái hỗ trợ trực tiếp đấy ạ. Cái này, cái mấy cái ứng dụng này thì các bạn chưa biết thì các bạn cứ vào thôi, các bạn xem, bởi vì nó là mạng xã hội cho nên nó không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Đấy, đây các bạn này, đây là vui lòng đọc mã sau để kỹ thuật viên, có nghĩa là khi mà các bạn gọi tổng đài thì các bạn sẽ đọc cái mã này thì sẽ có người kỹ thuật viên người ta hỗ trợ các bạn từ xa, đúng không ạ? Rất tiện ích nha các bạn nhé. Vậy hôm nay tôi xin tạm dừng video tại đây. Cuối video ngày này thì mình hướng dẫn các bạn cách vào để biết được tất cả những cái khắc phục những sự cố, hướng dẫn sử dụng cũng như những cái tiện ích mà bên Sony người ta để vào cái mục trợ giúp này mà nhiều bạn vô tình không biết, thì các bạn có thể vào các bạn tìm hiểu các bạn nhé. Vậy Trung tâm Bảo hành Điện tử Thế Bình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Các bạn thấy video của tôi tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tiện ích hơn. Và cũng như các bạn hãy chia sẻ kênh để nhiều người biết, người thân, bạn bè của các bạn biết, để mang đến những tiện ích nhất cho quý vị và các bạn. Vậy xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.